Hai anh em mình xin kính chào cô bác chị các bạn. Xin chào cô chú anh chị các bạn. Trước tiên đây hai anh em buổi chiều cũng xin kính chúc cô bác chị các bạn được thật nhiều niềm vui, buổi tối thì an lạc và hạnh phúc. Ba, em hôm nay có mua được mớ lòng heo em luộc gừng nên ba. Phổi với là cuốn phổi với phèo. Ủa, ông đâu có ở chung rồi ông biết cái tánh tôi thèm cái phổi ưa phổi vậy. Nhưng mà không ở chung nhưng mà anh em mình đi làm chung là cũng như là năm nay nữa cũng 4 năm rồi. Mình biết em hiểu với anh. Hôm nay thử thách ăn món này chấm nước mắm trong ha. Rồi. Cái dĩa này thì 200g mình căng hoài mình biết rồi. 3,2 kg. Yếu tí xíu. À, cũng 3,2 kg này ha. 3,2 kg trừ ra cái dĩa thì cũng còn 3 kg. Qua dữ. Luộc chấm mắm trong theo lời yêu cầu của anh ba là mình tính đó là cho anh ba chấm mắm nêm rồi nữa, nhưng mà anh ba không thích cho mắm nêm, anh ba mắm trong. Ngon á. Ngon ha. Giờ ok. Móc đồ ra đi. Bữa nay ăn nhiều quá em sẽ tăng lên 5 xị. Rồi. Đó, khi ăn hết thì nhận 5 xị uống phơi. Gió này đừng cho gió bay. Rồi, anh mời cô ba chị dùng nha anh ba. Anh chị và các bạn dùng khỏi heo với heo luộc. Rồi, ăn lên. Coi dữ. Qua giữ cùng một ơi. Nhìn thấy cái dĩa lòng chóng mặt. À, có phèo lỡ ăn mình làm mà rất là kỹ, mua về cái mình vuốt xong cái mình đổ nước cho mình vuốt 3 lần như vậy nữa, rất là ngon. Cuốn phổi thì mình cũng trụng xong cái mình cạo trong sạch cái chất cái lớp trắng đó, xong mình mới luộc lại nước gừng, như tất cả trụng qua hết một nước gừng xong luộc thêm một nước gừng nữa. Cái phổi cái phèo mình nó luộc nó trắng tinh. Nãy quên vụ cái tô thơm nữa mà. Thơm hả? Ừ. Có tô thơm vô nhiều khi nó cũng đỡ kẹp kẹp, nó cũng đỡ ngán. Bỏ móc khoa hảo cái phổi. Ba ký rồi mà bao bóc làm hết luôn, thánh luôn. Mình mua thì thường là mình mua thử thách với anh em là mình mua số lượng cũng nhiều. Chứ hãy mà không thử thách mà ít quá thì không có gọi là thử thách. Nhiều khi bởi vì có nhiều lúc anh ba cũng thua, có lúc thì Tung với Thế Hằng cũng thua, anh Quy cũng vậy. Số lượng quá là khủng khiếp, bằng thường là bằng khoảng 5-7 người ăn đổ lên không à. Mình nói ví dụ như hủ tiếu đi, một tô hủ tiếu thì là người ta ăn một tô, còn thử thách tôi ăn 6-7 tô thì nó ra nó rất là nhiều. Cái răng này để ngồi nó ăn miệng sau. À, cái đó là cuốn phổi đó, ngon lắm anh. Đợi tôi ăn miệng á.
Cái này là 3 kg chứ mà giờ còn tươi là khoảng 5 kg. Tại cái phổi này mình luộc nó teo dữ lắm, teo. Phổi này mau teo nhót Ừ, nữa. teo nhót. Giấc này đồ chín mà 3 kg thì đồ sống là tầm 5 kg đổ lên. Mình cắt miếng 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 cho dễ cầm luôn. Để khỏi có công gấp. Món này chấm nước mắm trong ăn cũng ngon lắm anh bà. Ừ, bột mẹ luôn là chấm vậy nó mới ngon Nãy giờ thấy em muốn nuốt miếng nãy giờ. nè. Không, lâu quá không có thử. Hôm nay xin cục rồi. À, hôm lúc trước thì cũng cô bác chị cũng có thử thách thì riêng, nhưng mà thôi bữa nay thông cảm, nó thèm quá, thèm quá. Nãy giờ tôi nhai mà tôi nghe ăn nuốt nước miếng bóc bóc Ba ba ký thì số lượng 3 kg thì không có, miếng này cũng không lại nhiêu. À, mình cũng tổng mời cô bác chị các bạn dùng phổi luộc với hai anh em mình. ngon rồi. Ngon ha. Quế lên. À, kèm miếng rau quế lên. Nãy giờ mình để ý là bóc bóc ăn hỏi nhiều ăn ruột. Bóc bóc mình dặn hết chợ mình. Chợ mình khoảng 5-6 thớt thịt heo gì á, mình nhận hết phổi rồi mua phổi không à. Chú Sáu vậy đó anh. Thấy phổi heo phổi bò em cũng thích ăn. Dễ ăn. Quá ngon. Nó cái gọi là cái phổi đó, phổi người ta nói đá bùng gì đúng không? Phổi bùng á. Ừ. Béo cực kỳ luôn. Hủ tiếu á, thì móc ăn 5 kg, mình đã chứng kiến rồi. Hôm nay 3 kg phải đầu lòng luộc thế này và hết rồi, dữ lắm ạ. Thì đồ tươi là khoảng 5 kg đổ lên, mình cái phổi thì nó rất là bự mà luộc teo nhỏ thế này, ăn hết là kêu sữa bọ. Mua 2 kg hỏi ờ về luộc lại còn không biết được 1 kg luôn. Không không mà 2 kg luộc vậy không còn 1 kg đâu này, lại nó teo dữ lắm, teo. Chút xíu à. Hồi sáng em gom đứng ra là cái này là 6 con heo á, hỏi á mua hết trại luôn rồi hả? hát luôn rồi tại vì cái chỗ người ta làm heo là cái thớt lớn nhất là ngày người ta mổ 4-5 con, mẹ mua 2 chỗ, chỗ kia thì người ta mổ mỗi con với hai.
hết. Còn mấy chỗ kia hiện tại cái con ngày con à. Ngon hơn thơm, em có nêm rồi có gừng thơm. Thứ ba ký quá lẻ rồi. Cái anh ăn lẻ còn vậy quá lố mà 3 ký sáng mua nó nhóc luôn. Em tại mua 2 chỗ em không cộng lại bao nhiêu ký quá lố. Quá tay à. Hôm nay quá nhiều à, thử anh ăn hết không thôi.
gần đó, đâu má má chạy rẻ đó hả? Má hỏi tới đây hả? Ừ. Hỏi cái Trịnh với Kinh. Gần quá, tiếng máy gần nè. Ừ. Cái bên cái cầu rồi. Để ngoại giao bom lên mới.
ăn hoài không thấy giật hết bạn. Qua không thấy giật luôn hen. Không thấy giật nổi. Nãy em bỏ mấy cái lòng gà vô em luộc chung sót. Ăn không thấy giật hết mà không thấy giật nữa chứ nhiều quá mà ăn này mở ra thêm mấy gì chắc
hôm nay mình thử sức, thử sức bao móc coi ăn cỡ nào. Hôm nay mình để đồ lòng luộc chín cái này mà 3 kg, không bao giờ dám nghĩ là ăn hết, để coi móc ăn cỡ được còn nhiêu. Thấy lúc này giấc này cũng hơi dằn dằn rồi đó. Uầy, làm luôn cục luôn hả? không hoài anh mà dốc ra nghệ như vậy hả? Quá tay nhiều lắm anh ơi, này mà còn sống nó thiệt, từ 5 kg đâu lên xuống dưới đâu á. Chúa gì chúa, ăn được chưa? Ăn còn hết nổi thì nghỉ chứ hôm nay là quá lố. Thử sức anh cỡ nào. Cái phổi này nó cũng nhẹ, chứ không phải như thịt, thịt thì nó nặng chứ phổi nó nhẹ. 3 kg này, số lượng 3 kg này nhiều lắm, mà nó nhẹ. Ăn đi, ăn khi nào ăn hết nổi thì nghĩ này, chứ nhiều quá. Coi coi
tập xanh. Hơn tập xanh hả? Quá rồi, còn hoài. Được chưa được. Không hết thôi. Tại vì nhiều quá mà trước khi vô em có nói mà không hết thôi chứ sao giờ. Số lượng quá khủng khiếp. Số lượng nhìn thấy là khủng. Như này chứ có mỗi điện quá trời. Dạ. À hò. Không hết thôi. Nào no đã rồi nghỉ. Không hết thôi. Cái phổi nó nhẹ. Nó nhẹ, nó nhiều. Nó nhiều. Nó nặng mà nó ít. Tại vì mình không hết thôi anh, không sao đâu. Tại số lượng nhiều quá mà. Có quá chị cũng thông cảm mà. Đây một phần là cái phổi này. Như anh ba thường, anh ba ăn hút tiếu rồi nước rồi. Thì 5kg anh ba làm dân rồi. Cái này mình nghĩ là trước tiên vô là mình nghĩ là anh ý ăn không hết. Anh cứ ăn thoải mái đi anh, khi nào no nghỉ. Tới cũng trời thì mưa bão lắm. Lâm. Mưa lâm lâm cái này là tới hôm nay nó bớ mai nó không chỗ. Giống như mọi năm lạnh quá nó không chỗ. Còn 15 ngày nữa hả? Mưa là lạnh rồi đó là nó không nở. Nhai mỗi miệng thôi ạ. Nhai không phải hết luôn ạ. Này, nhìn thấy hình của ông cái này thử coi. Mà mình nghĩ chắc không thể nào nữa, hết nổi. Không chơi nữa. Không chơi phải không? Không chơi nghỉ. Vậy bình thường thôi. Mỗi ngày á không tự lão quá trời. Thôi vậy thôi nghỉ ha. Nghỉ. Cố gắng mong cô bác chị bạn thông cảm cho anh ba tại số lượng quá lẻ. Mình nghĩ là bình thường có 5 người ăn cũng không hết đâu. Số lượng quá lẻ nhiều. Thôi bây giờ nè, cái công anh ăn nãy giờ, nhưng mà anh 5 xị em lấy lại. Em sẽ tặng cho anh 2 xị ông phở chạy kia em. Cảm ơn anh. Rồi, ok ha. Hai anh em mình cảm ơn cô bác chị các bạn đã dành thời gian với báo xem clip và đăng ký kênh của hai anh em mình. Hai anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn được thật nhiều sức khỏe. Chào hẹn lại, bye.